xa gần cũng quá. Cho nên xin thưa quý vị, nói đến đây đó thì giai đoạn Đức Thầy chúng ta ra đời là năm 1900, tức là 39. Từ năm 39 là nó diễn đến năm 1945 là cái cuộc đệ nhị thế chiến. Đó, chết chóc như Đức Thầy nói là mèo kêu ba tính lâu sau, tiên tri nha. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh phia gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt cưng cưng, điên bảo văn đừng làm dữ làm hung. Nhưng mà có nhiều người hỏi thầy sau có đệ nhị thế chiến thì có đệ tam thế chiến không thầy? Thầy nói có, nhưng mà hỏi chừng nào đến, thầy nói chừng nào đến sớm hay muộn là do cái nghiệp của chúng sanh tạo. Nếu mình hướng thiện, mình sống tốt, mình biết thương yêu, mình biết giúp đỡ, mình biết tu cầu, mình biết tin tưởng chờ Phật, mình tin nhân quả, thì cuộc đời này nó sẽ kéo dài hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Và kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, cũng như toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay cũng là cái duyên để rồi chúng ta hội ngộ, gặp gỡ để mình trao đổi, gieo duyên qua vài điều đạo đức để nhắc nhớ cùng tu cùng tiến. Bởi vì Đức Thầy cho biết là bàn với luận đặng coi chân lý, hay là luận bàn chân lý cho mình. Cho nên cái sự tu đó thì Đức Thầy có khuyến khích và dạy chúng ta là cùng nhau thảo thuận đó, thì danh hiền mới thơm. Ra cùng nhau thảo thuận danh thiền, danh hiền mới thơm. Thì cho nên trong sấm giảng Đức Thầy ngày mới giới thiệu là trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Bởi vì Đức Thầy nói là rút trong các lực các kinh, tì lòng không ép làm in giảng này, thấp cao các bực chứa chày kẻ ngu người trí, nghe thầy dạy phiên. Cho nên lời của thầy tức là kinh, là lực, là lựng. Nên nhiều người hiểu cái câu thầy nói là kệ kinh đọc tụng điếm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Thì bây giờ kệ kinh là gì? Kệ kinh ở đây là sấm giảng của Đức Thầy. Đọc tụng điêm thanh tức là khi là thừa nhàn thì trỗi giọng ngâm nga bài thi phú để mà than qua thừa thế. Bởi vì á, cho nên trong cái quyển thứ tư á, thì gọi là giác mê tâm kệ, phải không? Quyển thứ nhất thì gọi là sấm giảng. Chữ sấm là lời tiên tri nghe quý vị, hay là sấm truyền của một thầy đó. Nhưng mà đặc biệt cái quyển thứ ba là khác à, là sám giảng à. Chữ sám là khác nữa à. Chứ sám giảng ở đây là muốn nói cho sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Chứ sám đây là chỉ cho ăn năn. Chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Thành ra cái quyển thứ ba nó khác hơn quyển thứ nhất. Vì nhiều người hiểu lầm cái từ là sám giảng. Sám giảng là những cái sám truyền, những lời tiên tri. Đó, những cái lời mà Đức Thầy cho biết là sẽ xảy ra trong cái thời kỳ sau này. Nhưng mà cái quyển thứ ba đó thì gọi là sám giảng, tức là nói về cái pháp tu ăn năn sám hối. Cái quyển thứ nhì đó là kệ văn của người khùng, là kệ, thấy không? Nhưng mà quyển thứ tư đó, đặc biệt là giác mê, chữ giác mê tâm kệ. Bây giờ chữ giác là sáng suốt, chữ mê là đen tối, chữ tâm đó là gom thâu nhiếp lại, nói ngay đó là cái chủ đề là Phật tại tâm, hay là nhàn thanh, nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm. Bởi vì nhất thiết cho tâm tạo mà dạng pháp do tâm sanh. Cho nên đó, chỗ này gọi là giác mê và tâm kệ. Kệ là thâu nhiếp tất cả nghĩa lý của kinh. Kệ giả, kiệt giả, năng quán, năng nhiếp, cố danh di kệ. Kệ vậy là thâu nhiếp hết tất cả nghĩa lý của kinh. Cho nên trong một bài kinh thì cuối cùng có một cái bài kệ để thâu nhiếp hết nghĩa lý. Cho nên sấm giảng Đức Thầy gọi là kệ kinh đọc tụng điêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau, hay là ngâm nga.
mà phải hiểu nghĩa mới đáng chiêm ngà. Quyền bí nhiều lời, chỉ thiệt xa bổn đạo, gắn tầm cho cặn kẽ lòng hiền, Phật độ khỏi tinh ma. Nên trong bốn câu giảng này đó, hết sức là ý nghĩa và thâm thí. Là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị há khang. Đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, rồi đời cùng ly loạn khắp chư bang. Đó mà cái bài này đó quý vị à, cái tựa mình nghe thì nó cũng đã hiểu rồi. Lộ chúc cơ quyền à, chữ quyền là sâu kín đó, mà chữ cơ ở đây là chỉ cho thiên cơ, là mái chờ. Mái thiên cơ là mỗi phút mỗi thai à, hay là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, phiên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước. Bây giờ mình trở lại bốn cái câu giảng mình chú giải là thiên địa u minh dĩ đạo tràng. Xin thưa quý vị, chữ thiên là gì? Chữ thiên là trời, chữ địa là đất. Ở đây là muốn nói cho trời đất là vũ trụ này. Mà u minh là chỉ cho cái sự là tối tâm. Đó, dĩ đạo tràng. Dĩ đạo tràng là gì? Bởi vì chữ dĩ là lập, mà đạo tràng ở đây đó là chỉ cho một cái trường thi. Như Đức Thầy nói là pha tràng lịnh mở hội thi, nên ta xuống bút dạy thì trần gian, chứ hồn mình dựa lâm sang thảnh thơi, còn xuống thế gian làm gì. Vậy thì hôm nay Đức Thầy ra đời là dân sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Dân sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà là muốn tu tỉnh, nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương giáo chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên trai giáo truyền. À, hay là thừa dưng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời phiên văn, hay là điên này dưng lệnh Minh Dương giới lệnh Phật đường đi xuống giảng văn, mà xuống đây là thầy có cái sứ mạng là lập nên một cái trường thi. À, cái trường thi nên nó gọi là pha tràng lệnh mở hội thi, hay là thi tả cảnh bồng lai mà tại thế, mãi chần chờ là e trễ kỳ thi đó, bởi vì muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long hoa. Nó cái trường thi đó là chỉ cho đại hội Long Hoa sắp tới, mà Đức Thầy cho biết là Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân mới lôi âm dục khởi tiếng đờn, cắt sơn giấy lộn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng là hình dốc dễ chân, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tay, thờ cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến phe phan, đến nay là buổi pha chàng. Thấy chơi vô không? Minh dương xuất thế khắp chàng thảnh thơ. Vậy thì ở đây là thiên địa u minh dĩ đạo chàng, ở đây là muốn nói cho cái thời kỳ sắp tới đây thầy Phật có cái sứ mạng đó, để mở lên một cái trường thi. Cho nên đó, trong giảng Kim Cổ Kỳ Quang cho biết là Phật thi đức, chào quốc thi dân, nhân tùng thi chánh, nhân căn thi lòng. Vậy thì cái trường thi này Đức Thầy đã có nói thời gian mà Đức Thầy đi thuyết pháp tại là sân vận động ở Châu Đốc. Thầy nói tôi có cái sứ mạng ra đời để dạy đạo chúng sanh, và sau này tức là lập lên tức là hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa của tôi đó là tuyển chọn 6 hạng người tùy theo trình độ tu tập mà chứng đắc. Hạng thứ nhất là nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng khỏi lâm khổ hình. Hạng thứ nhì cư trần bất nhiễm là người thánh, lãng tục đừng mê chứng bực hiền. Hạng thứ ba dầu không chiêu cũng đặng về thần nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Hạng thứ tư là phước nhiều tiên cảnh lên gài, hay là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Hạng thứ năm làm quan phò vua giúp nước, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đặng phò chân chúa. Hạng thứ sáu làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành, đạo gãy khắp năm canh tổ bút, dạy tặng tường chẳng chút nào sai. Cho nên cái thời kỳ này đó Phật dạy tu hành không Phật thì tiên, không dương thì bá cũng quyền công khanh. Tức là cái người nào phát tâm có tu có hướng thiện có làm tốt thì được chứng đắc theo cái quả vị, cũng như tùy theo trình độ căn cơ mà mình tu. Ví dụ là không Phật thì tiên, không dương thì bá cũng quyền công khanh. Có thể nói là Phật nè, thánh nè, tiên nè, thần nè, quan nè, văn nè. Đó, cho nên chỗ này á, là phương nam gạn ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đầy cung.
dành cho kẻ lòng chung chánh trực quân cùng thần náo nức vui tươi liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lương đóng chào người chân tu. Cho nên chỗ này gọi là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, tức là chỉ cho cái sự chết chóc, tai nạn, khổ sở sắp đến đây, cũng là cái giai đoạn thầy Phật lập lên đại hội Long Hoa đó. Phật Dương Đà đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị, xứng ngôi, người đủ các thiện căn đi giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên câu giảng này nghe hay không? Đó, thiên địa u minh tức là dĩ đạo tràng, tức là lập nên một cái trường thi mà thầy kêu mình đó là thấy chúng sanh ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, đúng không, để thi cử khỏi mang tiếng gớt đó. Như vậy thì phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dị tầm đạo chánh của khùng, để sao xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bệ, rồi quá phép lạ biết bao mà kể. Chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiều, kẻ tà giang sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cổ. Cho nên cái trường thi này mình nghe qua cái mình thấy ham không quý vị? Bởi vì cái trường thi này đó là Phật đó là dạy chúng ta đó, nhờ những cái bài vở, tức là kêu mình là chuẩn bị đó, những cái mà thấy chúng sanh ngủ mãi ngủ hoài, thức vậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớt. Mà cái bài thi đó thầy đưa ra là những tiêu đề là gì? Ăn chay trong tam giáo, ăn cần mở đạo trường, ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dặn chỉ lọc lừa, chúng sanh gán nhớ múa dừa hội này, phải không? Cái đề thi thứ nhất đó, cái đề thứ nhất là tập ăn chay. Thành ra bây giờ ai chưa ăn chay phải tập ăn chay, đúng không? Hồi trước giờ mình chưa ăn ngày nào, bây giờ mình bắt đầu vào đạo là chay 4 bữa, ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bây giờ khi mình đã ăn 4 bữa mà thấy nó ngon, nó thượng duyên đó, thì thôi phận tu hành đạm bạc rau tương hay là tương dưa, giữ phận cho tròn. Nhưng mà Đức Thầy không phải dừng ở cái chỗ là ăn chay xong là đủ đâu nha, mà phải đến cái chỗ là chữ Nam Mô Trì Giá giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý. Cho nên cái đề thi nhất là ăn chay. Tức là trường thi này nó có đề đăng quan ba, có trường lớp, có thứ tự. Giờ cái đề thứ hai là gì? Lo lo liệu liệu chịu tiếng chằn, có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chày e chẳng kịp, phiên ai phi sớm ráng chiên cằn, hãy mau phi sớm chiên cằn, đặng xem chư quốc non tầng gành chia. Tức là sớm phi ba tánh cần chiên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tò chương giữa kế, tức là cúng lại công phu sớm chiều đó, tu cầu thượng gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa chờ ban, tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư ban giao hòa, tu cầu yên nước lợi nhà, của quyền thất tổ diêm la thoát hình, tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu giao, tu cầu cử Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Nên cái đề thi thứ hai này là cúng lại sớm chiều đó, sớm phía ba tánh cần chiên, nghe lời dạy báo cánh tiên giữa kề, ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, chỉ lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao, lằng lằng mấy lời dạy báo ăn cần, bổn đạo xa gần nghĩ cạn mơ hay. Đề thứ hai, bây giờ tới cái đề thứ ba nè. Đó, cái đề thứ ba là Đức Thầy chúng ta ra chỉ dạy ngang người tín đồ cũng như là đồng đạo chúng ta thì có cái sự cúng chiều, xong rồi chúng ta ngồi niệm Phật. Nhưng mà trong cái sự niệm Phật thì chúng ta hay đọc lên 4 cái câu: mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giấy thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Vậy thì mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện giấy thân này khỏi đọa xa,
muôn đạo hồng quang quay Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa, tức là kêu chúng ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành, tức là diệt quỷ ma đó. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là cái chủ đề thứ ba đó, thấy chưa? Bây giờ tiếp tục là cái chủ đề thứ tư là gì quý vị? Chủ đề thứ tư thầy cho biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương nhân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Bởi vì làm lành tức là chúng ta làm thiện đó, vậy thì ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành. Hay là chỗ khác thầy nói nè, đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay giữ giới, mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại dắt thiền chuyên trợ lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem gực gỡ. Hoàng cầu đến đó ấm cùng no, mà cùng no bốn biển một cha thôi. Bỏ dứt thói hư giới tật tồi, trên có Phật chờ sâu diệt thế, thì dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Vậy thì pha chàng lĩnh mở hội thi, tức là cái trường thi này thầy Phật đã đưa cho chúng ta những cái đề thi là ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành bố thí đó, kêu chúng ta là gán làm theo. À, thập bát chư hầu lỵ há khang, bởi vì sau này cho biết đó là quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơ. Vậy thì ở đây là giành giật cái gì? Sâm giang thờ lộ bán vàng, chư nhu thế giới khắp chàng tơ thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bở chẳng tu, ham vui quyền quý dạy ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, viết tung ít câu mãi nhiệm sâu, nghĩ si cho cạn mớ hầu khôn ngoan. Bữa nay thầy hỏi cái trường thi nha, hỏi cái trường thi, mà cái trường thi này không phải là riêng chúng ta mà cả năm châu thế giới. Sấm giang thờ lộ bản vàng, cho nên á là trong cái bài hố hò phan đức thầy cho biết là cũ cũ y nhiên, tình duyên tham báo, đổ máu tuôn gơ, khùng mới nói chơi mà chư ban tức là hàng phục. Vậy thì cũ cũ y nhiên là gì? Tức là chỉ cho 18 nước đó, tức là sau này tức là những cái nước lớn đó. Nước Việt Nam chúng ta thầy Phật đã tiên tri cho biết quý vị à, nè, nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Hay là sao nước Nam ít kẻ dũng về, thông minh trí tệ nhiều người giỏi thay, không có cánh bay đặng trên mây, phép tài văn võ là hay hơn nước nào. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Nghe thấy hàm á Dũng nha. Bởi vì thầy Phật cho mình biết mà, dạy con cả nào đâu thân cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Vì thầy Phật ở đời thì nó là để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nhưng mà tới cái ngày thi thì bắt đầu là trở về đó. Bởi vì nãy trên là thiên địa ưu minh chỉ đạo chàng, mà thập bát chư hầu lỵ á khang, tức là sau này đó là chết chóc, là chiến tranh, là giặc giả, là khổ. Bởi vì á là quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Cho nên xin thưa quý vị, nói đến đây đó thì giai đoạn đức thầy chúng ta ra đời là năm 1900, tức là 39. Từ năm 39 là nó diễn đến năm 1945 là cái cuộc đệ nhị thế chiến đó, chết chóc như đức thầy nói là mèo kêu bá tính lâu sau tiên tri nha. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh phia gà gáy máu đào mới ngưng, nói ra nước mắt gưng gưng, điên bảo văn đừng làm dữ làm hung. Nhưng mà có nhiều người hỏi thầy sau cái đệ nhị thế chiến thì có đệ tam thế chiến không thầy? Thầy nói có, nhưng mà hỏi chừng nào đến, thầy nói chừng nào đến sớm hay muộn là do cái nghiệp của chúng sanh tạo. Nếu mình hướng thiện, mình sống tốt, mình biết thương yêu, mình biết giúp đỡ, mình biết tu cầu, mình biết tin tưởng chờ Phật, mình tin nhân quả, thì cuộc đời này nó sẽ kéo dài hơn. Nhưng mà trái lại, con người cứ hung dữ,
á, giành giật cấu xé hơn thua đó, thì nó sẽ đến sớm hơn. Nhưng mà thầy nói là nó xuất hiện ở Trung Đông, chờ Tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mơ tuôn, cầu chờ cho chúng qua chuông thế gian im lặng hát tuồng khải ca. Nhưng mà ở đây đó, chờ Tây, hay quá, chờ Tây tức là bây giờ mình thấy đó, cũng như giữa Nga với Ukraine tan nhà nát cửa, người ta bỏ nhà ra đi rồi là chết chóc đói đau khủng khiếp. Nhưng mà cái chiến sự nó không dừng ở đó, nếu không khéo nó không dừng lại đó thì bắt đầu nó diễn biến theo lời thầy nói là sẽ có một cái cuộc là gió Á mưa Âu bùng sống dậy, hải hùng tranh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màn u ám thì khắp cả chúng sanh là nhờ máu đào. Mình nghe khiếp dí chưa, không phải riêng một chỗ nào mà khắp cả chúng sanh nhờ máu đào. Thầy mới cảnh tỉnh nè, máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt văn tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chân mới nhái đùng ấp phải lột ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mớ rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Như vậy thì thầy nói là để sau đến việc ta tơ, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành, ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa, hay để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết gối mà về mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bỡ ác đức nên không ai cứu. Cho nên cái chỗ này đó, thì cái cục diện sắp tới đây, gió Á đó là Á Châu, mưa Âu là Âu Châu, Á Châu, Âu Châu đó, bên kia là Âu Châu, ở bên đây là Á Châu, mà nó xung đột với nhau, nó xảy ra chiến sự. Đức thầy diễn tả cái cảnh này mình nghe là rùng mình luôn. Mặt nước biển lô nhô lặng hụp, chim đu bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nổ nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phở thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, ngày sau dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sâu, Phật tiên tạo quá một bầu, kẻ thanh người trượt ngõ hầu khác nhau. Cho nên cái trường thi này nó lớn dữ lắm. Mà Đức Thầy mới phiên mình nghe, mong kháng quang vào cửa xem, tuồng cỏ cùng cây điểu thú chim muôn, nhân vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật Thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng ác câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thánh thơ, bồ đào gũ thánh trà tiên, muôn năm công lạc chúa hiền tôi chung. Mấy lần là tôi đi núi đó, tôi ngâm giảng như này, mấy bà tôi bà súng lại, bà nói gọi không nghe, không lên gì lắm. Bị mình ngâm cái giọng nó độc quyền, giống quá ha, bị cái giọng người xưa, đúng không, cái giọng người xưa, giống cô bạn theo dõi, theo dõi gót người xưa mới kịp. Mà sấm giảng thầy nó mù nhiệm nghe, tất cả tùy theo cái thể chất, cái giọng của mình, mình có thể là phát triển mình ngâm, miễn sao mà nghe nó là gu động lòng người ha, nghe làm sao mà thâm nhập nội tâm, nghe làm sao mà thức tỉnh đó. Bởi vì là cái giảng thầy nó mù nhiệm lắm, có người thì đọc cái lục, cái giọng là lục dân tiên, gọi là song thất lục bát, hay là ngũ ngôn cái cú, hay là thất là văn thể văn của thầy đó,
Vậy thì ở đây đó, mình nói lại nội hai câu giải của thầy, nói là thiên địa ưu minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị há khang, rồi đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Xin thưa quý vị, lời của thầy cho chúng ta biết đó là vô thượng thập tâm dĩ ý triền, danh ngôn chép để gạch đằng tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ, tức là dốc giải phiên. Bởi vì có nhiều người khách quan đánh giá là đạo Phật giáo hoàn hảo, chỉ dạy tu làm người, đúng không? Tức là cái đạo nhân thôi. Nếu ai nói vậy là chưa hiểu hết. Tức thầy chúng ta ra đời thì nói là trong tam giáo ăn cần mở đạo, trường ngoại bang phục giáo như xưa. Như vậy thì Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa là phân chia đẳng cấp. Nhưng mà nước cờ mới nơi đà khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp non giờ, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, thì cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt vững, nơi chiều ca gầy dựng tao hiền. Giờ mất câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lịnh. Như vậy thì ở đây thầy Phật dạy chúng ta là nguyện tu thành Phật chẳng lầm, tu làm sao mà làm chơn chánh là tiên là Phật, pháp môn giáo lý Phật giáo hảo là có đủ hết. Từ cái hệ thống là bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, tứ vô lượng tâm. Còn nói về hành đạo thì gồm có thiền, hành đạo thiền cấp cấp sớm phia, lòng thương chúng phiên văn đủ thế. Thì chỗ này Đức Thầy lấy cho cơ bản là thiền định đặt làm thể, trí tệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cảnh giới niết bàn. Nhưng mà để hợp căn cơ trình độ chúng sanh trong thời kỳ hạ ngôn hợp pháp, thì Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái pháp môn để cứu rỗi hết tất cả là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đó, Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lệnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơ, thấy chưa? Cảnh chết bây giờ đó, thầy diễn tả bây giờ đưa cho mình cách hành đạo. Như vậy thì có nhiều người cho rằng cái giáo lý thầy chỉ dạy làm người. Xin thưa quý vị, làm người tức là cái cơ bản của cái đạo thôi. Bởi vì dục tu tiên đạo thì tiên tu rất là nhân đạo, mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Cái nghĩa muốn nói là muốn tu tiên đạo Phật đạo, trước hết phải tu nhân đạo. Mà nhân đạo không tu thì đạo Phật đạo tiên còn xa lắm vậy. Chúng ta cứ nói là mình tu thượng thừa, mà mình đối nhân xử thế giữa anh em, bè bạn, vợ chồng, cha mẹ mình bất tính, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung, thì làm sao nói cái chuyện mà giải thoát đạo được, đúng không? Trước mắt là anh em mình không thương nhau, trước mắt đồng đạo mình không có tha thứ được. Đó, mình còn là xôi bối, mình còn chỉ chọt, mình còn nói xấu, mình còn bôi nhọ, mình muốn hạ nhục người ta, mà mình bàn cái gì mà là tối thượng thừa, ăn như không ăn, thấy như không thấy, ngủ như không ngủ. Xin thưa, cái đó mình nói chơi cho vui thôi, nó dốc thôi. Cho nên cái đạo là phải thực tế, mình phải áp dụng vào đời sống. Ở đây đạo là chúng ta phải áp dụng về tình thương, mình đoàn kết, mình thống nhất, đó mình nữa là giúp đỡ với nhau. Như vậy thì Đức Thầy nó đạo lý tầm sâu, nghe sâu chứ không có cạn được. Cái người cạn là chỉ thấy qua lo, thấy cái vẻ bề ngoài, thấy cái vỏ bọc. Đức Thầy dạy chúng ta là tu đến cái chỗ là nguyện tu mà thành Phật chẳng lầm, mà dạy chúng ta cái chỗ đó là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm. Phật cũ ngày xưa hãy gắn tầm, nhành lá xum xê màu đệm vẽ, non thằng biến đổi hết rừng lâm. Rừng lâm cái đó. Cho nên hôm nay là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn, mà đời cùng ly loạn, tức là khắp chư bang là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, phiên trong lê thứ trẻ già, gán lo tu niệm Phật mà, tức là cứu cho. Vậy thì hôm nay thầy Phật ra đời tức là báo cho nhân loại chúng sanh là hạ nguyên, nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Năm mèo kỷ mão rõ ràng, tức là cái năm 1939 đó, khắp trong chẳng hạ nhộn nhàng, thiết chi tức là thầy Phật ra đời ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão. Vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp chàng lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo tức là gây nên. Vậy thì hôm nay thầy Phật mới dạy cho tất cả tín đồ cũng như là bổn đạo và tất cả những người hiểu biết, một lòng chúng ta là phải giác ngộ, lo tu, thương yêu, đoàn kết giúp đỡ,
cầu nguyện sớm chiều để cuộc đời này nó tốt đẹp hơn, nó tránh được cái sự tai nạn chết chóc mà sắp tới đây. Đức thầy cho biết là việc biến chuyển là thiên cơ rất gấp, phiền chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn sẽ được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Vậy thì thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lĩa khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang, tức là các nước. Bởi vì chữ chư chư là nhiều, mà bang tức là chỉ cho cái nước, là sau này đó là khổ, đó là khắp nơi. Như Đức Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, ghê chưa? Đó, bây giờ chỉ có một hai nước thôi, giống như cái nước Ukraine là cửa tan nát, nhưng mà sau này là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Dạ, ghê quá ha. Thầy nói là dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho chẳng hạ tường nơ lao lý. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Thầy nói là để cho chúng ta giác ngộ tu, nhưng mà bây giờ đó, để khẳng định chừng nào nó tới thì thưa, ở đây là mình phải chấm chấm để đó, đúng không? Mình đã khẳng định đó, nhưng mà ở đây đó, khi mình thấy khổ thì thầy mới chỉ nè, nếu đã thấy khổ hen thì trong bụi khổ mau mau tránh khổ, gắng tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gặn. Đó, vậy thì trong bữa khổ là mau mau tránh khổ, phải gán tầm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, tức là mình học có từ, có bi, có hỷ, có xả, là thấy Phật đó. Đó, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gặn, tức là mình đừng sống riêng cho mình nữa, mà mình phải sống vì mọi người. Đó, thật tình thương đặt giữa chiến trường, chiến trường ấy máu xương không còn đổ, thật tình thương đặt giữa nơi gây gỗ, gây gỗ kêu hút chốc trở nên hòa, thật tình thương đặt nơi chốn người ta, người ta ấy sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Thì trong bốn câu giảng này, theo lời trong sấm giảng thì thầy Phật đã diễn tả cho chúng ta biết là cái cảnh khổ sau này, mà thầy có cái sứ mạng cả đời là để cứu độ hết những cái bậc, tức là thượng căn, trung căn, hạ căn. Thầy có câu là gom nhành lá rụng đó để dung trồng giống xưa, dốc chờ ngày bông đơm vị chỗ khỏi bùng lầy, tông tổ hiển giang ba nhà, hiệp mặt tao đàn tử kỳ trỗi giống khải hoàng bốn phương. Nghe nó hay quá quý vị ơi ha, nghe mình hấp dẫn quá ha thầy Dũng. Bởi vì Đức Thầy công bằng là gom nhành lá rụng mà dung trồng giống xưa, cho nên là đừng có lo. Thầy nhắn nhủ là một câu, nói thì nói nhưng mà mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, thấy chưa? Nè, tu ít ít nghe quý vị, tu nhiều là hưởng nhiều nghe. Thầy Phật là không bỏ ai hết, nhưng mà không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành thì gặp cảnh vui mừng tội thay. Hay là dạy đạo đức người tu gắn lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo tức là chuông gai. Thôi, bốn câu giảng này chúng tôi trao đổi ngắn gọn, để có thời gian mình sẽ cho thêm câu khác. Hay quá quý vị, cho chào có tay quý vị ạ.